Chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến môn khoa học lớp 4 bài 3 các chất dinh dưỡng nào có trong thức ăn của con người tiết 1 theo nội dung sách hướng dẫn học khoa học lớp 4 tập 1 trang 11 và 12. Để tham gia tiết học có hiệu quả, các em cần lưu ý. Ngồi học ngay ngắn, tập trung theo dõi và tích cực suy nghĩ trong quá trình học. Để học tốt tiết học này, các em cần chuẩn bị cho thầy. Sách hướng dẫn học khoa học lớp 4 tập 1 tập viết mực thước tập nháp. Mục tiêu của bài học: kể được tên một số loại thức ăn thuộc 4 nhóm thức ăn, phân loại được thức ăn hàng ngày theo 4 nhóm thức ăn. Để đạt được mục tiêu của bài học, ở tiết học này, các em thực hiện hoạt động cơ bản với các nội dung sau. Nội dung số 1: liên hệ thực tế. Nội dung số 2: quan sát, đọc và trả lời. Nội dung số 3: đọc và viết. Các em thực hiện hoạt động cơ bản. Nội dung số 1: liên hệ thực tế. Các em hãy kể tên những thức ăn mà gia đình em thường ăn vào bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Bữa sáng, các em thường hay ăn cơm sườn, bún, phở, mì tôm, bánh mì, xôi, bánh bao. Bữa trưa, các em thường ăn cơm, cá, thịt, trứng, canh, rau xào. Bữa tối, các em thường ăn cơm, cá, thịt, trứng, canh. Và cũng tùy theo điều kiện gia đình mà các em có những món ăn cho những bữa ăn khác nhau. Các em sang nội dung số 2: quan sát, đọc và trả lời. Yêu cầu A: quan sát và đọc ghi chú dưới hình. Các em hãy quan sát nhé. Thức ăn chứa nhiều chất bột đường. Thức ăn chứa nhiều chất đạm. Các em quan sát tiếp theo. Thức ăn chứa nhiều chất béo. Thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng.
các em sang yêu cầu B trả lời câu hỏi. Sau khi các em đã được quan sát các thức ăn, các em hãy kể tên các thức ăn, đồ uống có trong các hình trên. Các em hãy quan sát thật kỹ các thức ăn. Mì tôm là thức ăn rất quen thuộc với chúng ta. Hàng ngày các em thường ăn mì tôm trước khi các em đi học. Và cũng có bạn chúng ta có thói quen ăn mì tôm vào buổi tối. Cơm là thức ăn rất quen thuộc với chúng ta hàng ngày. Khoai môn, có nhà các bạn thì trồng khoai môn và chúng ta cũng thường thấy khoai môn được bán ở chợ rất nhiều. Bắp hay chúng ta còn gọi là ngô, bắp cũng rất dễ trồng và chúng ta cũng thấy bán ở chợ bắp rất là nhiều. Đây là nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường. Các em hãy quan sát nhóm thức ăn thứ hai. Cá, thịt, trứng, tép. Đây là những thức ăn rất quen thuộc với chúng ta và các em cũng thường được ăn hàng ngày. Đây là nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm. Các em quan sát các thức ăn tiếp theo. Mỡ lợn được bán ở chợ rất nhiều. Đậu phụ, dầu đậu nành, vừng đen. Đây là nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo. Nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng, dưa hấu, chuối là hai loại quả mà các bạn nhỏ rất thích ăn. Sữa, rau rất quen thuộc với chúng ta và chúng ta được ăn hàng ngày. Và đây là bốn nhóm thức ăn chứa rất nhiều chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin, chất khoáng. Các em sang yêu cầu B trả lời câu hỏi. Thức ăn đồ uống được chia thành mấy nhóm là những nhóm nào? Các thức ăn đồ uống trên được chia thành 4 nhóm. Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường. Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm. Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo. Nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng. Sau khi các em đã quan sát được các nhóm thức ăn trên, các em hãy kể thêm tên một số loại thức ăn của từng nhóm. Thức ăn chứa nhiều chất bột đường. Bánh mì là thức ăn rất quen thuộc với chúng ta. Các em thường ăn bánh mì vào buổi sáng trước khi đi học. Nui hay chúng ta còn gọi là con nui được nấu chín và ăn với súp rất ngon. Bún, phở cũng được bán ở chợ rất nhiều. Bánh quy, các
các bạn rất thích ăn bánh quy, khoai, sắn hay còn gọi là củ sắn, có màu trắng, ăn rất giòn. Thức ăn chứa nhiều chất đạm. Thịt bò, thịt heo, ức gà là các loại thịt được bán ở chợ rất nhiều. Cá ngừ, cá hồi là thức ăn rất quen thuộc mà chúng ta cũng đã được ăn. Đây là nhóm thức ăn chứa rất nhiều chất đạm. Thức ăn chứa nhiều chất béo. Mỡ thịt lợn được bán ở chợ rất là nhiều. Phô mai, bơ, kem tươi là thức ăn mà các em thường rất thích ăn. Và đây là nhóm thức ăn chứa rất nhiều chất béo. Thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng. Rau đay có vị nhớt, nấu canh ăn rất ngon. Rau dền có màu tím đậm. Rau muống rất quen thuộc với chúng ta, chắc có lẽ bạn nào cũng biết đến rau muống. Cà rốt chứa rất nhiều vitamin. Cà chua, đu đủ, cam, dâu tây, táo, bưởi, dưa gang là các loại quả chứa rất nhiều vitamin, chất khoáng. Các em sang nội dung số 3, đọc và viết. Yêu cầu A, đọc nội dung sau. Tùy theo thành phần chất dinh dưỡng chủ yếu có trong thức ăn mà người ta chia thức ăn thành 4 nhóm chính. Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường. Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm. Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo. Nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng. Một thức ăn có thể chứa nhiều loại chất dinh dưỡng, chất xơ và nước. Các em sang yêu cầu B, viết vào vở tên các nhóm thức ăn. Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường. Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm. Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo. Nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng. Các em hãy viết vào vở của mình. Các em viết vào vở nội dung đã xong. Các em đã hoàn thành nội dung của bài học. Để thay đổi bầu không khí vui nhộn hơn, thầy sẽ tổ chức cho các em chơi một trò chơi. Trò chơi có tên Ai Nhanh Ai Đúng. Các em sẽ chọn câu trả lời đúng và nhanh nhất. Các em chuẩn bị nhé. Câu số 1, mỡ lợn chứa chất dinh dưỡng nào? Chọn ý trả lời đúng. A, chất đạm. B, chất béo. C, nhiều vitamin, chất khoáng. D, chất bột đường. Các em suy nghĩ và chọn ý trả lời đúng.
Ý trả lời đúng của chúng ta là câu B, chất béo. Chúc mừng các em đã chọn được ý đúng. Trong mỡ lợn chứa rất nhiều chất béo. Câu số 2. Bún chứa chất dinh dưỡng nào? Chọn ý trả lời đúng. A. Chất đạm. B. Chất béo. C. Nhiều vitamin, chất khoáng. D. Chất bột đường. Các em hãy suy nghĩ và chọn ý trả lời đúng. Ý trả lời đúng của chúng ta là câu D, chất bột đường. Chúc mừng các em đã chọn ý trả lời đúng. Trong bún chứa nhiều chất bột đường. Câu số 3. Cá chứa chất dinh dưỡng nào? Chọn ý trả lời đúng. A. Chất đạm. B. Chất béo. C. Nhiều vitamin, chất khoáng. D. Chất bột đường. Các em hãy suy nghĩ và chọn ý trả lời đúng. Ý trả lời đúng của chúng ta là câu A, chất đạm. Chúc mừng các em đã có ý trả lời đúng. Trong cá chứa rất nhiều chất đạm. Câu số 4. Chuối chứa chất dinh dưỡng nào? Chọn ý trả lời đúng. A. Chất đạm. B. Chất béo. C. Nhiều vitamin, chất khoáng. D. Chất bột đường. Các em suy nghĩ và chọn ý trả lời đúng. Ý trả lời đúng của chúng ta là câu C, nhiều vitamin, chất khoáng. Chúc mừng các em đã chọn ý trả lời đúng. Trong chuối chứa rất nhiều vitamin, chất khoáng. Thầy Tiên Dương các em đã chọn được ý trả lời đúng cho trò chơi. Chúc mừng các em. Qua bài học hôm nay, các em biết được trong từng loại thức ăn có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Từ đó chúng ta phân loại được thức ăn phù hợp để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Để chuẩn bị tốt cho tiết học tiếp theo, bài 3. Các chất dinh dưỡng nào có trong thức ăn của con người? Tiết 2. Các em cần xem trước phần B, hoạt động thực hành, theo nội dung sách hướng dẫn học khoa học lớp 4, tập 1, trang 11 và 12. Và tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học tốt.